Tại Super Bowl, sự kiện thể thao lớn nhất tại Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, rất nhiều studio và hãng phim đã tận dụng dịp này để quảng bá cho các dự án của mình. DC Studio đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. 5 tháng trước khi công chiếu, trailer đầu tiên của bom tấn The Flash đã chính thức được ra mắt khán giả. Bộ phim đóng vai trò như một màn tái khởi động lại thương hiệu vũ trụ của DC, mở ra chương mới dưới sự điều hành của James Gunn và Peter Safran. Vậy nên, hãy cùng chúng mình điểm lại một số chi tiết đáng chú ý trong đoạn trailer này nhé. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles. Let's go! Sự kiện Flashpoint là gì? Trong sự kiện Flashpoint năm 2011, Barry Allen du hành ngược thời gian bằng cách sử dụng Speed Force để cứu sống mẹ anh, người đã bị Reverse Flash sát hại khi Barry còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, bằng cách cứu mạng mẹ mình, anh đã viết lại toàn bộ lịch sử, và đương nhiên, không phải theo chiều hướng tốt. Ở một thế giới mà Barry thức dậy, quê hương Themyscira của Wonder Woman đang xảy ra chiến tranh với quốc gia Atlantis dưới nước của Aquaman. Bruce Wayne bị bắn chết trong con hẻm, thay vì cha mẹ anh, kết cục là Thomas Wayne trở thành một phiên bản Batman tàn bạo hơn và Martha Wayne trở thành Joker. Tương tự, bộ phim The Flash sắp tới lấy cảm hứng dựa trên những sự kiện kinh điển này, dù không phải là bản chuyển thể chính xác 100%. Theo những gì đã thấy trong trailer, sau cuộc hành trình du hành thời gian trở về quá khứ của Barry Allen để cứu mẹ khỏi cái chết thương tâm, anh phát hiện ra thực tại giờ đây đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Tại vũ trụ mới này, Superman không hề tồn tại, hậu quả là Zod cùng với đội quân của hắn đổ bộ đến trái đất. Barry cùng với một phiên bản khác của mình phải hợp tác cùng nhau để ngăn chặn tên phản diện cũng như khôi phục lại sự cân bằng cho đa vũ trụ. Trước hết, cả hai phải tìm đến sự giúp đỡ của một đồng minh thân cận, Batman. I'm Batman. Cái chết của Nora Allen. Cái chết của Nora Allen đã được thể hiện trên màn ảnh qua TV series The Flash ra mắt năm 2014. Chính cái chết của mẹ đã thôi thúc Barry trở thành một chuyên viên khám nghiệm hiện trường với quyết tâm chứng minh sự trong sạch cho người cha bị kết tội oan, bị sét đánh và cuối cùng trở thành siêu anh hùng The Flash. Giờ đây, khán giả sắp sửa chứng kiến câu chuyện nguồn gốc của The Flash một lần nữa bắt đầu với cái chết của mẹ anh. Cha của Barry Allen là Henry phải ngồi tù oan nhiều năm. Một đoạn hồi tưởng trong đoạn trailer cho thấy Henry đang ngồi ôm lấy một Nora đang hấp hối trong vòng tay trước mặt người con trai Barry nhỏ tuổi. Henry Allen đóng một vai trò thiết yếu trong vũ trụ DC gốc và Snyderverse. Ông là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời và nguồn động viên và hỗ trợ tinh thần cho Barry. Trong Justice League 2017 và Zack Snyder Justice League ra mắt năm 2021, Henry được thể hiện bởi Billy Crudup. Do xung đột về lịch trình, vai diễn này đã được recast bằng nam diễn viên Ron Livingston. Batfleck trở lại. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của Batman là một thứ được nhiều người bàn tán nhất ngay cả trước khi trailer được ra mắt. Chúng ta có thể thấy giọng nam Batman của Michael Keaton ngay từ đầu đoạn trailer, nhưng trước khi lộ mặt, người rơi của Ben Affleck đã cảnh báo Barry Allen về sự nguy hiểm của việc nhúng tay vào dòng thời gian. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Barry khẳng định anh có thể sửa chữa mọi thứ, trong khi Bruce cho rằng anh cũng có thể phá hủy mọi thứ. I could fix things. You could also destroy everything. Đoạn trailer còn cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cách người anh hùng của Gotham hành nghề. Batman đang băng băng trên đường trên chiếc xe Batcycle trong một phân cảnh truy lùng tội phạm. Phân đoạn này được quay tại quảng trường George ở Glasgow, Scotland, một địa điểm từng được sử dụng trong bộ phim The Batman. Việc Affleck đảm nhận với nhân vật mang tính biểu tượng này có thể coi là một trong những điểm nhấn của bộ phim, và việc để lộ bộ đồ rơi mới của anh thậm chí còn tăng lên mức độ hào hức của người hâm mộ dành cho The Flash. Thiết kế bộ đồ được pha trộn giữa những yếu tố của Snyder với ảnh hưởng của truyện tranh, khả năng lớn được lấy cảm hứng từ tập truyện Batman Hush. Bất kể loạt phim này có nói lời tạm biệt với Affleck hay không, thật tuyệt khi được gặp lại phiên bản Batman cực kỳ ấn tượng của nam diễn viên này. Trước khi đến với phần tiếp theo của video, hãy nhanh tay vào shop Phong Đê để nhận chiếc áo siêu mịn màng trong bộ sưu tập siêu anh hùng mới này nhé. Tranh thủ đợt này còn đang giảm giá 20% nữa. Đảm bảo sơ là phê, mặc là mê. Link ở phần mô tả. Không chỉ Batfleck, đại tướng Zod cũng quay trở lại trong phim. Đã 10 năm kể từ khi bộ phim Man of Steel có sự tham gia của Henry Cavill ra mắt, bộ phim chính là điểm khởi đầu của DCEU. Và bây giờ, sau một thập kỷ, khán giả không khỏi thất vọng khi biết rằng Cavill sẽ không bao giờ quay trở lại với tư cách là Superman. Nhưng chúng ta sẽ được tái ngộ kẻ thù không đội trời chung của anh là tướng Zod do Michael Shannon thủ vai. Vì Kal-El không bao giờ được gửi đến trái đất trong dòng thời gian mới này, Flash và các đồng minh buộc phải đối đầu với ác nhân của Krypton mà không có Superman. Zod một lần nữa xuất hiện trên trái đất cùng với đội quân của mình để cải tạo hành tinh bằng War Engine như cách mà ông ta đã làm trong Man of Steel. Với sức mạnh thần thánh với mức độ tàn nhẫn, Zod đã chứng tỏ mình là một kẻ thù khó nhằn cho các siêu anh hùng. DCU bắt đầu với Zod, vì vậy có vẻ hợp lý khi dòng thời gian cũng kết thúc với nhân vật này. I'm Batman. Mặc dù không còn Superman, thế giới vẫn tồn tại những người hùng, cụ thể là người rơi của Michael Keaton. Keaton xuất hiện trong bộ đồ Batman cũng như tham gia chiến đấu tay đôi với những kẻ xâm nhập Batcave. Ông thậm chí còn sở hữu một chiếc Batwing hoàn toàn mới, và như thể điều đó vẫn chưa đủ, Batman còn phải tung ra một câu nói mang tính biểu tượng đủ để làm bất kỳ fan DC nào cũng phải phê tới tận nóc. I'm Batman. I'm Batman. Kết hợp với bản nhạc chủ đề kinh điển của nhà soạn nhạc Danny Elfman đã tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng.
không giống như Spider-Man No Way Home khi bộ phim giữ kín bưng về một số ngôi sao trở lại trong phim. The Flash quyết định đưa hai Batman vào trong trailer đầu tiên và họ đã thành công trong việc tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Trước đó đã có thông báo rằng Michael Keaton, người đóng vai Batman trong hai phần Batman của Tim Burton vào năm 1989 và 1992, sẽ trở lại với vai diễn này sau hơn 3 thập kỷ. Tuy nhiên, sau tất cả những thay đổi trong DCEU, việc thành lập DCEU và hủy bỏ Batgirl, đây có thể là lần cuối khán giả được chứng kiến Keaton khoác lên bộ cánh người rơi. Màn debut của Sasha Kale trong vai cô gái thép. Sau sự xuất hiện của tướng Zod trong trailer, Barry mới vỡ lẽ. I created a world with no metahumans, and now there's no one to defend us. Trong phần truyện tranh Flashpoint, dòng thời gian đã bị thay đổi. Kal-El, thay vì được cặp vợ chồng Ken tìm thấy và nuôi dưỡng trong một trang trại yên bình ở Smallville, lại được chính phủ phát hiện và bắt giữ làm thí nghiệm. Superman cứ thế lớn lên trong sự cô lập và bị tra tấn. Anh chỉ được cho cái tên Subject One. Việc phát hiện ra siêu nhân đã được tái hiện trong The Flash, nhưng Barry không tìm thấy Kal-El, mà là chị họ của anh, Kara Zor-El. Có vẻ như Barry Allen và Batman đã tiến hành một cuộc vượt ngục cho Supergirl. Trong lúc cả hai bị bao vây bởi quân đội, Kara sau đó trả ơn bằng cách đến giải cứu. Ta đã có cái nhìn thoáng qua về bộ đồ Supergirl khi Barry tìm thấy cô ấy. Bộ trang phục này có lẽ đã theo chân Kara khi cô hạ cánh xuống trên đất. Trong truyện tranh, Kara đã được sơ tán khỏi Krypton cùng với người anh em họ của cô. Nhưng con tàu của cô đã đi lệch hướng và rơi vào Phantom Zone, nơi cô bị mắc kẹt trong nhiều năm. Vì The Flash đang pha trộn và kết hợp các câu chuyện gốc khác nhau từ truyện tranh, nên sẽ rất thú vị khi tìm hiểu xem phiên bản Kara này đã trải qua những gì. Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết được liệu nữ diễn viên Sasha Kale có tiếp tục đóng vai diễn của mình trong DCU hay không, vẫn có thể hiểu đây là một nữ siêu nhân từ dòng thời gian khác, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu Sasha tiếp tục vai trò của cái thép thay vì chọn lựa một Supergirl khác cho vũ trụ DC. Có hai Batman thì sẽ có hai Flash. Một bước ngoặt lớn trong The Flash không chỉ xuất hiện ở câu chuyện Flashpoint, đó là có đến hai Barry Allen trong dòng thời gian này. Barry 1 tình cờ gặp song trùng của mình, tạm gọi là Barry 2, bên ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Barry 2 trông có vẻ sốc khi thấy Barry 1 và bên kia cũng tương tự. My face. So my face. Nhưng cả hai nhanh chóng hợp tác để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với dòng thời gian và cách họ có thể ngăn chặn Zod chiếm lấy trái đất. Tuy nhiên, danh tính kẻ giết Nora Allen trong vũ trụ DC vẫn còn một dấu hỏi lớn. Chúng mình có một số giả thuyết như sau. Đầu tiên, có vẻ như The Flash sẽ không biến Zod trở thành nhân vật phản diện chính một lần nữa. Thứ hai, việc Barry thứ hai mặc rất nhiều màu vàng là một red flag lớn. Màu vàng là màu trang phục của Reverse Flash, tên đã giết mẹ của Barry trong truyện tranh. Vậy nên sẽ không hoàn toàn ngạc nhiên nếu bộ phim tiết lộ rằng kẻ thù thực sự của Barry 1 chính là bản thân anh từ vũ trụ khác. Và đó là những chi tiết đáng chú ý trong trailer Người Xóa Bảng The Flash. Bạn mong chờ điều gì nhất từ bộ phim? Hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, Chandrakers xin chào và hẹn gặp lại. Bigger, better, faster. I'm going to the maximum. I'm